Ờ sao nghe? Hello. Thì chỗ nào được thì làm chứ. Ý là bây giờ là chỗ nào được thì cho điện cho. Ừ, thì coi cho xin luôn nhất thì xử lý thôi, còn cái kia thì vẫn làm tiếp. Vâng, cái để cho gọi đó. Dạ. Đánh lắm hả? Ừ, nghe nghe bảo là bây giờ là có một số chỗ nó chưa đạt lắm đúng không? Alo, ở một số chỗ, một số điểm nó không đạt lắm đúng không? Nó còn bị cao. Thì bây giờ bác kiểm tra chỗ nào mà nó không đạt thì bác nói thêm. Chỗ nào mà nó đạt rồi thì có thể để cho nó thi công tiếp được, không sao đâu. Thế là mình khoanh khoanh vùng, khoanh vùng lại. Để thi công sao nó ý là sao em sao không đổ xoài được giờ cứ bây giờ làm theo phương án như này, chỗ nào mà được thì chỗ nào làm tiếp, còn chỗ nào không hay là thì bắt làm thêm là phê xử lý. Bây giờ là biết sao cũng thời gian nó cũng cuối năm rồi, 2 tháng nữa là xong cái nợ đấy đấy bạn nhá. Bác ở đấy bác quanh nhung đấy. Ừ, thì kệ ông thích làm vậy thì ông làm ông đang 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 cần gấp cái khối lượng sao chỗ nào được thì mình đo kiểm tra được cho làm nó anh phụ lại.
đấy nhá.